cháu con gái chín hoài vậy? Cô ơi, à, cô có ngại quay không cô? Đừng phải có, đừng quay con ngại lắm. Dạ. 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 Dạ mình đừng có dạ. Thôi ôi, cái trái dừa ngon quá. Thôi ôi. Dạ. Thôi bây giờ con lấy cho cô một cái mâm nữa nha, con thấy như em. Dạ để con nè, anh cầm cho anh đi đi. Cái mâm chắc ở trong đây chứ. Đây mâm đây nè. Ủa hỏi mình mâm nhiều lắm mà ta. Dạ. Dạ cũng có. Cô nghe gì tát nước tùm lum hả? Dạ tại quên. Dạ không cô không. Dạ, ở tại chưa tới là. Dạ. Đó cái vô là đi ngần mà tốt quá chứ không ai cây có cái ngọt. Dạ. Cây cũng đậm hết trơn. Dạ đúng rồi, mình đứng ở giữa là được. Mình chỉ dạ. Nghe là được. Có cái cầm cái đất. Dạ. Không có cái gì mà cầm cái đất riêng cùng. Không phải vậy tới cây đi. Tào lao. Bởi vì con nhắn tin cho bạn có thấy không? Nó chỉ có con là tào lao quá. Không phải đâu. Cái tin tưởng cái bạn nam cái gì có chuyện đó trời. Cô sợ ma không cô? Ủa. Thì được năm thế gì như vậy. Nó nghe kìa. Vậy là cô sợ. Vậy là cô sợ ha. Ôi, thầy mở cái lòng dữ rồi, quý chị chị. Nè, dì ba mua cái tôi nói gì hả? Má, dì mua đủ thứ. Dạ, cứ mắc kiếp rồi cô. Thôi để em sắp cái này sắp vô, để dễ hơn đó. Ờ, con mua quá chừng. Bia, nước ngọt. Bia hạt bia luôn. Thôi mình con chưa biết cô đến từ đâu cô ơi. Dạ. Để này là. Thả rồi, thả rồi. Cái đó mà thả được, cái đó khổ. Để đẹp ha. Để bưng cái này lại. Không nghĩ là đẹp rồi đó. Bây giờ con bưng lên cho cô. Nặng không anh? Nặng ghê luôn á. Chú ơi, chú hàng đây, 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 bây giờ là bây giờ con khui bia cho cô nha. Dạ. Khui bia đi. Cô này đã ở Cà Mau. Không mấy chịu cực chạy đó. Dạ. Không mấy chạy đó chịu khó mua đi. Tôi tiểu rồi. Nhà phía sau cũng có cô. Phía sau là cũng có cô. Nhanh hả cô để đây. Bây giờ là con nhà của cô đi. Cái dừa nữa ăn cục. Ủa cái dừa nãy không thấy không? Dừa đủ đủ. Có ghế cho chị để cho chị ghế mang đó là bưng rồi. Vậy đây có ghế không? Đây đây. Bây giờ cái để giữa được cho mà. Bữa nay thứ hai mà cô chú về cũng đông ghê. Cúng nhiều ha thôi mà. Chắc cũng nghe là sắp làm mã rồi đó. Nha mẹ cô à. Rồi 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 biết rồi. Bắt đầu con mua có một tiếng. Mà nãy thấy chú Hoành đem xuống rồi mà ta. Ủa bữa nay nắng dữ trời. Nắng nghe nóng. Con mới kêu ra đó. Thuốc rồi nãy giờ không có đồng thiếu gì đó vậy rồi nãy giờ chắc để này cầm cái bịch con miếng nha bây giờ mình để đi lấy cái ghế khác đi bỏ lên cái ghế đó chị cái này thì chắc mình để chung lên đây luôn đi để ở trên luôn đi hết chỗ để à để ở trên luôn đi. Cho xin phép mà bước vô một cái được không ta? Dạ, cô đi bên đây coi, cô đi bên đây. Đi bên đó cho rộng luôn. Dạ.
Bất ngờ chiều nay bà con đến cúng đông quá ha. Trời ơi, mấy mâm luôn nè. Cúng như là ngày chủ nhật luôn. Đâu anh, đâu anh? Thì cái cô nãy giờ đang cúng đó. À. Cô mà đang dọn nãy giờ anh em phụ đó. Dạ. Vậy là cái đây cây đèn cày hoa sen hôm bữa đúng không? Ừ. Cây đèn cày màu vàng chứ gì? Đúng rồi, của cô. Dạ. Vậy mà bữa nay chị cũng dẫn đi lạc thêm lần nữa chứ. Ôi ôi, lạc nữa. Lạc nữa. Lạc chị biết thấy sai nên chị về lại. Để đi im lặng cho cô và nguyện giá coi. Kìa. Yeah. Cái hoa của cô đẹp quá ha. À, bây giờ mình sẽ dành một phút mặc niệm để cho các cô bây giờ mình quay cô làm xong mình thôi lời đó đúng rồi, tại vì khi mình giái mình cũng biết yên tĩnh mình giái nó mới thông được. Mà hôm nay cái ngày thường ha mà mình anh thấy không đông ghê ha. Sao em mới nghe ông mát mà không biết có đâu có quạt ha. Có con cơn gió lạ à. Phát hiện một cây quạt tiên của nó. Còn một cây quạt ở đâu rồi? Hai cây mà. Vậy là mất cây hả? Trời ơi. Ô, mới nát tôi gió lạ. Ôi mát thiệt, đúng rồi có gió lạ thiệt. Anh biết cái quạt mình nghĩ hay gió thì gì nó mát hơn gió mà quạt mình ha. Anh biết cái quạt này của ai không? Không phải, cái quạt này của cái chị tặng cái sóng chén á. Chị hả? Ừ, chị tặng luôn hai cái quạt này nè. Chắc là mấy cô đốt nhang xong rồi ha. Chị gái hôm trước mình có tặng hai cái đèn bông sen phải không chị? Đẹp ghê luôn. Chị với cô á. Dạ. Nhưng mà mình hạn chế quay phải không cô? Đúng rồi. Dạ. Hồi nãy là chị lên. Đâu chị đó. Dạ. Và hôm nay hai chị ba còn chị Út. À là chị là Út ha. Dạ. Chị em. Hôm nay cô lên cô thấy khác không cô? Ở ngoài cô thấy nó bự chằm chằm luôn á. Dạ. Dạ tại vì bông nhiều quá. Gọn hơn, gọn hơn. Dạ. Nhưng mà chừng nào mới gắn cái mỏ. Con nghe đồn mà ngày mai cô thấy có cái mão rồi. Nghe đồn hả? Cô thấy có cái mão rồi hả? Ngày mai nhưng mà không biết là ngày nào á. Dạ. Dạ. Nghe đồn thì nghe. Nói chung là mình cứ hay cập nhật hả cô? Ngày nào cô cũng nghe sáng trưa chiều. Dạ. Có khi tối gặp cái gì chú Tiểu Hoa Viên. Ủa nó đâu à? Chú Tiểu Hoa Viên là cái anh cơ điện ở trong đây cô. À chỉ trực đêm thôi. À chứ ban ngày không có nó. Ban ngày không được phép ghi hình đâu cô. Dạ ban ngày chỉ có tụi con thôi. Dạ đúng rồi. Tụi em thì từ 5 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Dạ. Cái bữa mình nó nói. Đúng rồi. Cái bữa nào mà mình vô nó đúng nhà nó chơi đó bảo vệ em đứng không nó không có được vô ông chấn nặng ở đây nè. À lên đây chiều. Cái bữa chiều. Nãy giờ ông nói sao giờ này ông cho vô nhớ không? Cái nên ngồi lâu rồi cô. Dạ. Trời lâu rồi. Trời ơi, cô theo dõi em. Cô theo dõi tối nhỉ. Ủa sao cô tới giờ cô còn nhớ hay. Sao không nhớ? Trời ơi. Dạ. Con quên luôn rồi đó. Cái đó là những cái đặc biệt mà mình đáng nhớ đúng không cô? Những cái đặc biệt. Dạ. Nó vô nó cúng hương cho mấy người ta gửi cho nó đó. Cái ổng cho nó vô cái ổng ngồi trên cái xe Honda đó. Dạ. Ổng nói giờ ổng có cho vô zip của nó không có cho vô. Dạ. Này à, mà con nhớ cái này mắc cười lắm. À, con là 15 ếch ha. Mà con gặp nhiều khán giả cái khán giả chỉ con là ếch 15 nè. Rồi 15 con ếch nè. Này là ai? Này là bà xã của 15 con ếch. Bà xã đi đâu ra ngoài trước camera của 15 ếch à.
này là em thứ ba của cô á. Dạ. Cô thứ hai nè, thứ ba nè. Dạ, con chào cô nha. Dạ. Dạ dạ. Nghỉ rủ đi chứ. Cô là cô Sang nè. Chắc chắc cô biết con đúng không cô? Con các bạn còn còn biết. Dạ. Có hôm chị kết bạn lượng với cô nè. Quá trời nhiều cô. Dạ. Con nói tiếng Ngọt. Còn tôi tiếng Ngọt quá hả cô? Nghe dẫn giới thiệu mà khách đồ thấy. Dạ. Cô bữa nay cô thấy ngày thường mà giống như chủ nhật con cô. Dạ, cũng mừng với cậu quá ha cô. Dạ. Thôi con lấy cho ba cô chai nước nha, uống nha. Dạ. Ừ, từ dạ hôm qua mưa lớn quá. Dạ. Hôm qua mưa lớn. Dạ. Dạ. Thôi mình vô trong mát đi cô ha, mình vô trong mát đi. Dạ. Thôi con mời các cô chai nước đi, con mới mua 2 thùng nước. Dạ. Thôi cô lên làm lần đầu tiên mà, để con lấy lọc, để con lấy lọc của cậu Năm, con mời các cô. Dạ. Ồ chứ dưới lên đây cũng xa thấy mòn. Giờ làm sao con được. À không, bữa nay nhiều khán giả chỉ con cái cách đó nè. Làm gì? À mình lấy cái chén nè, cái mai con mua chai dầu xanh con đổ với miếng dầu xanh vô nước. Không hết hả? Con tính mua cái ống dán cho nó mà không cũng không được. Tại vì con cũng tính vậy nhưng mà các cô nói là mình ở mộ cậu Năm không nên sát xanh. Chai xịt mũi con mua trên chai kìa. Chai xịt mũi nhưng mà con xịt, con xịt vô mấy cái góc. Để cho nó nghe mùi thôi chứ nó không có xịt chết nó. Không có xịt lên mình nó. Đúng rồi. Thì bữa nay cũng có các cô nói là ngày mai á mua một cái chai xịt kiến rồi mình xịt vô mấy cái góc á. Nó nghe mùi nó sợ, có không cô? Vậy tặng cho con chai đó đi. Đâu đâu con chưa thấy, con chưa thấy. Nghe nào nói dạ. Con tính là mai con mua nè. Vậy để sáng mai con dọn cái con xịt. Cái chai xịt kiếm trong đây nè. Ủa gì đâu rồi? À đây. Rồi. Ngày mai bắt đầu anh em mình dọn qua cái mình xịt trước. Để ngày mai nó mua mà chẳng có luôn. Trời ơi, vậy cảm ơn mấy cô nhiều. Cái chỗ tiệm cái chai nào xịt mồi, xịt mũi cái đó mình lùi xịt vô anh nói lại. Không, mình không có xịt vô đồ ăn, mình xịt vô mấy cái góc nè cô. Chứ nó nghe mùi nó không có vô nó thôi. Với lại cũng khán giả nói là lấy cái dầu xanh á cô, nhỏ vô vài giọt nước á bỏ vô cái chén á. À nước xanh lai. Con bỏ chút xíu vô nước là nó không có thối góc. À bỏ vô bình bông chỗ bán thịt nè đúng nha. Dạ. Đúng nha, để tặng bạn rồi. Mấy cái chỗ bán thịt đó cô, nó mua cái máy quạt mà có gắn cái bịch đó quay vậy nè. Mấy con rủi sợ. Ăn thấy những cái để mấy con. Chị thấy cái chỗ nó vô một cái bọc nước như thế này nè. Dạ. Nước trong á là mình dạ. Để nó cái nó không có mấy con rủi. Đúng rồi, cũng có chỗ để vậy nhưng mà cái bàn thờ cậu Năm mình để thấy đâu được, đâu đâu. Đâu được. Bọc nước ở giữa không được. Mà như mấy con gợi mấy con rủi sợ mấy bịch nước lắm nha. Dạ. 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 Con phủi mà nó không sợ nhân mũi ha, rồi nó không sợ nhân mũi bởi vậy lên buổi chiều tối cái vô đúng nhang không. Dạ cũng thanh minh đó. Để ngày mai con thử coi con xịt mấy cái góc, xịt giáp vòng hết. Đúng rồi, không có kiến nữa. Chứ mình xịt nó chết là cũng giống như là mình mang tội vậy đó. Tại vì ở mộ cậu Năm là mình không nên sát sanh đúng không. Dạ. Mình chỉ xịt chân những cái góc thôi chị. Dạ. Cái chai xịt kiến này. Đúng rồi. Đó nãy các cô mua chai xịt kiến đó tại sáng mai anh em mình xịt. Rồi. Dạ. Vậy mình lấy ra mình xịt cho đủ rồi được không? Bây giờ xịt anh không? Không xịt dưới đây nè, xịt dưới cái chiếu. Sợ nó bay lên á. Tại vì có đồ ăn nhiều nè, nó bay dữ lắm, nó bay trong không khí mà. Thấy không, ở trong phòng kính mà mình xịt có vài xịt thôi là nó mũi nó tự động như chết luôn, đừng nói gì tới mình. Cô có hộp quẹt nữa. Bên đây anh cái hồng vàng, cái màu vàng, có cái gì cái đồng tiền vàng. À hỏi vàng mới đúng. Trời ơi nói nãy giờ mới trúng. Hũ vàng. Cái hũ vàng. Hũ vàng. Dạ. Mà chú về đây.
Chị thấy em giờ cái tấm hình là đẹp không? Tấm hình giữa đó, tấm hình Ngọc Hoàng đó. Hôm bữa đó, nằm lệch một bên, nhìn nó không cân đối ha. Cái bữa nay em chỉnh lại tí xíu, nãy nhờ cái cô áo đen, không biết cô đen đi về. Dạ. 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 Cái tượng thì không giống nên đem về rồi. Thôi bây giờ mình đừng có bỏ qua chuyện tượng đi. Dạ. Đúng rồi, tại vì mình buồn một mà chủ đặt tượng họ buồn tới 10 lần cũng tội nghiệp lắm. Dạ. Dạ tấm hình thì đẹp xuất sắc luôn. Nhưng mà mình đi ở ngoài nè, chứ mình nhìn vô trời ơi cậu Nam Vũ Linh đó giống như mộng vua ha. Dạ. Đúng rồi, đẹp, tấm nó đẹp ghê luôn á. Trời, mình coi mấy bộ phim Trung Quốc mà mấy ông vua đâu có đẹp đâu. Đúng rồi, mấy ông cổ trang nó không đẹp bằng cậu Năm. Cậu Năm mà đóng cổ trang là số 1 luôn á. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Trời, cái hình nó đẹp. Dạ. Nói chung là hình nào cũng đẹp hết mà chẳng qua là họ chụp hình làm không có nét thôi. Dạ. Chứ là chú thấy không? Trời ơi mấy cái hình xịt xịt nhẹ nhẹ với góc. Không ăn được á. Ừ. Cái này nó bay hơi dữ lắm á. Nó bốc mùi liền á. Như nhẹ không? Xịt ở dưới trong trong á. Có hơi rồi nó không lại. Mẫu hai cô Trần Văn Khê ở đây thì con không thấy nhưng mà con sợ dưới kia quá. Dạ. Dạ. Hồi giờ 15m sẽ theo chân của anh Minh ha. À, cách anh đuổi rồi đó, anh Minh anh đang đuổi rồi. Rồi con cảm ơn con cô. Dạ. Gì hết cô? Nói anh Minh thấy không? Rồi, 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 máy bay luôn nha. Rồi. Giờ heo anh chân, heo chân của anh Minh đuổi rồi mới được. Bây giờ này mình nên áp dụng liền ha anh Minh. Xịt cho mấy góc đó, đúng rồi. Đây, tránh tránh né né, đồ ăn tí xíu dẹp xong cái mình xịt xong. Ừ. Nhưng mà chắc ăn xong là cũng phải rửa tay luôn ha. Đúng rồi. Em ấy em xịt trong cái hộp này nè. Trong đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa, xịt đi. Đúng rồi, xịt vô cái luôn. Ở ngoài đây chưa? Bớt rồi hết, thấy không? Thấy không? Quạt nó bớt liền à. Thấy không? À, cũng hiệu quả ha. Thôi thôi. Chết 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 coi coi. Nhìn lại nhìn lại nhìn lại. Vô lại. Hình như hai tấm Phật hết ta, hai tấm hình Phật tổ để đây cái trắng dấu hả? Không phải, ý là cũng đều ha, nhìn nó đều hơn, hợp có một tấm mà. Cái này chắc mình để đây luôn quá. Để đây cho ai thấy. Dạ. Thôi ơi, bữa nay. Phật cơ sau cái hàng mà đông quá trời đông luôn. Rồi thôi em gửi anh mình nha. Ờ đi rửa tay đi, anh đi rửa tay trước đi. Lấy xà bông nè, anh ra ngoài đây nè. Ra ngoài đây nè, có nước xà bông rửa tay luôn cho chắc. Thôi chứ hồi mình bóp luôn. À, mấy cô đi học, mấy cô này đến lần nào cũng mua nhiều đồ lắm. Đúng rồi. Cô mua một bọc nhang thấy không? Thấy rồi. Không? Một bọc nhang dẹp lên trên đấy đó. Em chưa thấy luôn á. Một hộp nhang bằng kia luôn á, dẹp bỏ trong nhũ sách á, cái à. Thế á. Mà hình như các cô coi cái clip cô anh em mình với đầy đủ hết ha. Ừ. Nên mà thiếu cái gì là các cô mua lên liền à. Mà nhà xa đó đâu phải nhà gần đâu ha. Cảm ơn 15 phút nha. Rồi. 15 phút. Đến đây thì 15m Bình Dương xin chào tất cả quý cô chú anh chị luôn ha. À, nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay, hữu ích hay like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.